Mới đây, kênh báo thanh niên trên nền tảng YouTube đã cán mốc 4 triệu lượt đăng ký, trở thành kênh báo chí có nhiều người đăng ký nhất Việt Nam. Đúng như slogan mà tờ báo duy trì suốt từ những ngày đầu thành lập kênh. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng chúng tôi sẽ luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Kênh đang cho thấy những nỗ lực rõ ràng để trở thành người dẫn đầu. Vậy giữa muôn vàn thông tin trên lãnh địa số, lý do nào để kênh tin tức chính thống như báo thanh niên thu hút được một lượng lớn người truy cập và đăng ký theo dõi như vậy? Anh Nhật Trường, 27 tuổi, chuyên viên văn phòng Quốc hội, hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết mình thường xuyên theo dõi tin tức trên YouTube báo thanh niên. Khi mà cập nhật tin tức bằng video thì cái sự hấp dẫn nó đã khác biệt rồi. Trước đây mình phải chăm chăm vào đọc báo, thì bây giờ khi video thì mình có thể vừa xem mà mình có vừa nghe mà mình vẫn có thể làm được việc khác mà vẫn có thể cập nhật được thông tin. Và hình thức thể hiện của video báo thanh niên là rất là hấp dẫn. Và cái một yếu tố quan trọng mà tôi nghĩ để báo thanh niên đạt được lượt subscribe cao như vậy đấy chính là tuy làm video nhưng mà các bạn cập nhật rất là nhanh, không hề thua kém gì so với báo điện tử trước đây. Chính vì như thế nên người ta sẽ, khi mà người ta vừa được cập nhật nhanh mà vừa hấp dẫn hơn, thì người ta sẽ lựa chọn xem video của báo thanh niên. Gần 2 năm đại dịch Covid-19, kênh YouTube báo thanh niên đã trở thành một kênh tin tức chính thống, đáng tin cậy, được đông đảo người xem theo dõi. Riêng trong năm 2021, kênh YouTube báo thanh niên đã thu hút hơn 1,3 tỷ lượt xem, tăng thêm 1,1 triệu người đăng ký và vượt qua mốc 4 triệu lượt đăng ký vào cuối tháng 11, trở thành kênh tin tức chính thống mạnh nhất Việt Nam thuộc quản lý của một tờ báo. Những con số này khiến rất nhiều độc giả, khán giả bất ngờ. Thật ra khi mà mình nghe con số 4 triệu thì đối với mình nó thật sự là bất ngờ đối với một kênh báo chính thống. Mình nghĩ là thường là những cái lượng theo dõi lớn nó dành cho các kênh có mang tính giải trí hay là những nghệ sĩ. Và Luân là một người cũng đã từng được xuất hiện trên kênh của báo thanh niên. Rất là hạnh phúc và tự hào tờ báo thanh niên uy tín và đã chuyển mình phù hợp với thời đại công nghệ số. Nhà sáng lập truyền thông Trăng Đen, chuyên gia truyền thông mạng xã hội Nguyễn Ngọc Long chúc mừng cột mốc mới mà báo thanh niên đạt được trên nền tảng YouTube. Anh Long có sự kiện này đã đem lại niềm tin lớn cho các tờ báo chính thống trong cuộc chơi sòng phẳng trên lãnh địa số. Đây không chỉ là niềm vui đối với lại báo thanh niên mà tôi cho rằng là nó đem lại cái niềm tin rất lớn đối với lại tất cả những tờ báo khác. Chúng ta có cái niềm tin rằng là khi mà chúng ta làm báo một cách đàng hoàng, tử tế, trung thực, khách quan, chúng ta vẫn có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng và chiến thắng trong cái cuộc chơi đối với lại rất nhiều nhà sản xuất nội dung ở trên nền tảng mạng xã hội. Còn đối với lại chúng tôi là những người mà làm truyền thông chuyên nghiệp ấy, thì chúng tôi tin rằng là từ ngày hôm nay thì chúng tôi có thêm một cái kênh rất là hiệu quả ở trên YouTube để có thể kết hợp vừa báo chí chính thống vừa mạng xã hội để thực hiện rất là nhiều cái chiến dịch truyền thông, lan tỏa những cái điều tốt đẹp và có ích đến cho xã hội. Cái việc mà về mặt tiếp cận thông tin đối với người xem thì mình nghĩ là cái nó tạo được cảm xúc thông qua những cái nội dung nó được chia sẻ mang tính câu chuyện, và cái cách mà mình tiếp cận thông qua những cái hình ảnh hay là những cái video nó tương tác nhiều hơn, kể cả là những cái người mà đưa tin đâu đó nó gần gũi và dễ tiếp cận đến cái nhóm đối tượng như mình, thì mình cũng hay sử dụng mạng xã hội nên mình có cái nhu cầu như vậy. Nó khác với lại cái cách xem tin tức truyền thống là mình chỉ nhận thông tin thôi. Trong cái cuộc chuyển đổi số này của các cơ quan báo chí thì thanh niên không phải là tờ đầu tiên làm thông tin trên YouTube. Cũng có rất nhiều đơn vị khác họ làm trước thanh niên và họ cũng có những cái thế mạnh của họ như kiểu các cơ quan truyền hình. Tuy nhiên họ không thể đạt được cái lượt số subscribe cao như báo thanh niên hiện nay. Nên cái việc mà báo thanh niên đạt được 4 triệu subscribe là một minh chứng rõ nét cho sự thành công của báo thanh niên trong sự chuyển đổi đúng hướng và đúng mục tiêu. Từ con số 4 triệu người đăng ký trên YouTube, báo thanh niên sẽ tiếp tục nỗ lực chuyển mình, thay đổi tư duy làm báo, cách tiếp cận độc giả để phục vụ công chúng và khách hàng tốt hơn. Theo lộ trình phát triển, báo thanh niên sẽ thành lập trung tâm truyền thông số trên cơ sở nâng cấp ban truyền hình, bộ phận phụ trách nội dung kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội hiện có, nhằm thực hiện mục tiêu trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện mạnh.